Chị Rocky ơi, rồi Rocky ơi. Cây, lúc đây Rocky ơi. Rocky về đó, nhìn vô máy. Chào. Ủa, nó diễn sâu ghê. Diễn sâu hơn là người đó. Kẹt đi. Đâu. Nó diễn sâu hơn là người đó. Em ơi. Dừa. Mi ơi, em ơi. Đái sao mà tè le tét lét vậy hả? Ai biết nó. Bất đái ra máu. Mi ơi. Ừ. Nãy đụng chó kia nó là quá quá vậy á. Ừ. Em tự quay nó kìa. Con này cũng đang băng bó vết thương nè, đó. Con này hiện nhẹ nè. Con đó mực giờ. Con này thôi. Em mệt rồi, thôi em mệt rồi. Ok. Ok. Nó muốn ngồi dậy mà đau quá. Nó đang bị ấy hết nửa người đó con. Rồi thôi đi, đi học. Được rồi, coi vậy được rồi. Thăm em vậy được rồi. Muốn đâu nó sờ đảo. Thôi đang đau quá. Rồi được rồi. Rồi, đi học đi.